Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra một số vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn sau khi đã sử dụng rượu bia. Điều đáng nói, đối tượng gây án đều trong độ tuổi thanh niên. Những ngày qua, người dân thôn Bãi Sậy 1, xã Tân Dân huyện Quế Châu vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng xảy ra tại quán bia Cường Vân vào ngày mùng 5 tháng 9 vừa qua. Vụ án xảy ra vào 15 giờ 30 phút cùng ngày khi một nhóm thanh niên gồm 5 người rủ nhau vào quán uống bia. Trong khi uống bia đã phát sinh mâu thuẫn Lê Thiện Duy, sinh năm 1986, ở thôn Bãi Sệ 2, chạy vào bếp lấy dao đâm vào người Nguyễn Anh Quy, sinh năm 1990, ở thôn Bãi Sệ 1 và Nguyễn Đức Hờ, sinh năm 1990, ở thôn Bãi Sệ 2. Hờ và Quy sau đó được đi đi cấp cứu, nhưng đến khoảng hơn 16 giờ cùng ngày, Hờ đã tử vong. Rủ nhau vào quán uống bia, thế xong là câu nọ câu kia là bắt đầu rút, dao rồi đâm luôn tại vì nó men nó vào người rồi. Trước đó ngày 2 tháng 9, sau khi uống bia, tại quán bia nhà chị Trần Thị Thuê có địa chỉ ở thôn Tân Mỹ 1, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, một nhóm thanh niên trên đường ra về cũng đã xảy ra xô xát, khiến một người tử vong. Vụ án xảy ra khi Đào Văn Sáng, sinh năm 2000, ở thôn Tân Mỹ 1, xã Phú Cường, đã mâu thuẫn với Nguyễn Văn Lờ, sinh năm 1999, ở thôn Tân Hưng, xã Hùng Cường, trước đó ở quán bia. Sau khi ra về, đến thôn Kệ Châu Ba, Sáng và L tiếp tục xảy ra xô sát. Sáng đã rút chung chìa khóa xe máy có móc một con dao bấm đâm L. Sau đó, Sáng rời đi. Đến khoảng 1 giờ ngày 3 tháng 9, L đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Hương Hà. Tầm 10 rưỡi là bàn đấy thấy bảo ra, qua ra quán hát thì để hát nhưng không được là về đây gọi mấy cốc bia hơi ra và cũng gọi thêm một hai món nhậu đấy. Hôm đấy thì cũng là ngồi uống bia nhưng mà có hai chú đến sau thì hai chú ý hình như là đến muộn sao ấy. Thế là cãi nhau, cãi nhau xong là anh ngồi uống một nốc thì mấy chú nữa đến, đến xong là thanh toán, thanh toán thì mấy chú đi thì một tiếng sau thì cháu mới biết vụ việc rồi. Như vậy chỉ trong 4 ngày, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hai vụ xô xát khiến hai người tử vong. Điều đáng nói, cả nạn nhân và đối tượng gây án đều trong tình trạng sử dụng rượu bia sau những cuộc bia rượu quá đà không làm chủ được mình là hậu quả để lại vô cùng nặng nề người thiệt mạng kẻ tù tội